Hello các bác và anh em nhé. Trước mắt các bác và anh em, Thành Nguyên đang giới thiệu về những cú đẩy đẹp lung linh, đẹp mõng mồ luôn, đẹp leng keng xà beng, đến từ hãng QSC. Và em có hai model QSC, mã là 342, QSC 242. Thì đây là mẫu đẩy được sản xuất tại Mỹ, do Mỹ, chạy điện áp 110 và công suất có thể đánh cho bác những cặp loa Mỹ như JBL hoặc các dòng loa khác sở hữu bass 40 từ lớn học lớn đó nhá. Và ngay bây giờ em sẽ quay trực tiếp kỹ càng báo giá để bác nắm được, và giá nhá rẻ nhất Việt Nam luôn. Những con đẩy này mới thì nó có mức giá tương đối cao bác nhá, nó tầm khoảng hơn 30 triệu đấy, hơn 30 triệu, hơn 40 triệu một cú đẩy, nhưng nó gọi là hàng lướt bác nhá, tức là chưa phải hàng bãi mà hàng nó đẹp tới trên 90%. Bên em bán nó bằng khoảng tầm mà chưa đến 1/3. Thì em sẽ quay với nhá, anh em xem lướt một lượt về nội thất nhá. Rồi em về 6 con bác nhá. Thì trong đó có 3 con mã là 2422 và 3 con là 3422. Đấy, anh nhìn sướng chưa ạ? Đã chưa? Một lượt máy móc sáng trưng quá nhá, mới quen. Rồi bây giờ em sẽ cho nhỏ xuống để giới thiệu bác. Đây em chơi con loa JBL nhá, 40 465. Rồi thì em có hai mã nhá, mã 1 này, mình nhìn vào đây, mã 1 nó là 2422 và mã thứ hai là 3422. Thì hai con này thiết kế và lòng phèo là hoàn toàn giống nhau đấy, nó khác nhau là công suất. Con 3 thì nó công suất khỏe hơn, con 2 thì yếu hơn nhá, nhưng đều chơi 40 ok. Em giới thiệu sâu hơn về nữa thì con này được sản xuất tại Mỹ, do Mỹ nhá, và đặc biệt chú ý nó chạy điện áp là 100V. Cái đòi 3422 này công suất ra là 1100W, đánh ở nội trở 4 ohm. Đấy, em quay bác mình sau bác nhìn nhá. Ở đây là thông số quá nhá. Con này là 3422 DCA 3422. Nó đầy đủ cả mã seri quá nhá. Rồi, và được sản xuất tại Mỹ, công suất tại bên này 1110W 4 ohm. Đấy, và sản xuất tại Mỹ và do Mỹ nhá. Made in USA. Đấy, QC. Thì cái dòng này ấy, nó hỗ trợ bác cổng ra bằng lưu trích. Đấy, mà cổng vào bằng rắc ca lông và rắc sâu ly, và có các cầu ránh để chơi các chế độ khác nhau như là Molo bác nhá. Molo đánh được này. Đấy, là Paris Molo, Parallel và Stereo. Nó tổng số có 10 cần gạt. Đây bác nhìn này, có 10 cần gạt nhá. Thì bác chơi ở chế độ nào ấy thì bác sẽ gạt thì em theo đúng cái cột này. Đấy, khi bên em chuyển đẩy các bác thì em gạt sẵn rồi, bác cứ cắm là chơi thôi nhá. Chế độ Stereo, và nó có rất nhiều cái độ nhạy khác nhau để anh em chơi. Con đẩy này bác nhá, đánh xuống đến 2 ohm, tức là 8 ohm, 4 ohm và 2 ohm. Đẩy này đẩy lướt bác nhá, được ship từ đường EMA Nhật Bản về, và cái đánh Paris. Nếu bác đánh thì bác tháo này ra. Đấy nhá, rất là đẹp luôn. Và đây là có cả cái cổng RS22 để chạy phần mềm này. Cổng hỗ trợ vào kể cả rắc cắm bác nhá, ok. Đấy, bác về cắm em rắc này. Nếu mình có sâu lì em vào đây. Thì đây là phía sau nhá, quạt gió DC chạy rất là êm tai. Đấy, mà con này nó là mạch class D bác nhá, nguồn sung, mạch class D nguồn sung. Và bác nhìn về phần cấu tạo, về phần nguồn nó cực kỳ đẹp đó nhá. Đầu tiên về tụ bên này nó rất là đẹp, và cái linh kiện cao cấp ấy thì trông nó tương đối khôn nhá, rất là khôn. Và trên tụ đóng cả USA luôn. Đấy, nó công suất của cái tụ này chịu được là 200W và 200V. Em nhìn chưa, rất đẹp nhá. Và nó có tất cả là hai khối diode chỉnh lưu, anh em xem này, đẹp long lanh đúng không ạ?
Và tất cả này đều được ký, chứ có chữ ký của nhà, của bên thẩm định. Đấy. Và các cái tụ để khuếch đại kép lối thì hiệu rất đẹp luôn này. Lọc nước. Đây là bên áp xung luôn nhá. Dơ le bảo vệ nguồn. Tụ bảo vệ áp cao. Và đặc biệt con tụ này, cái đẩy nhá, đẩy sau này nó có một cái khối gọi lọc nhiễu. Đấy. Bằng các cuộn cảm và có những cái tụ dập xung. Và chú ý nhá. Và đây là khối nguồn riêng để cấp cho các cái mạch dơ le hoạt động. Cả bên này nó là mạch khuếch đại tín hiệu nhá. Và xử lý tín hiệu. Đấy. Tất cả cáp nó đều cáp chuyên nghiệp hết, cáp cao cấp nhá, các bạn ạ. À, phía trước này là hai chân áp. Để chỉnh to nhỏ. Và trong này thì nó là một cái, trong này các bác nhá, thì nó là cái bo công suất. Bo công suất. Đây em sẽ mở cho bác xem này. Nó chắc cái gì. Đây bo công suất bác nhá. Bo công suất. Và bo công suất này nó sẽ có 4 miếng nhôm, 1, 2, 3, 4. Mà tất cả bác nhá, miếng nhôm đều có các thông tin ghi rõ ràng luôn. Đấy. Quạt làm mát là hút gió ngoài, đổi xong dòng ống luôn nhá. Đây. Và có giấy để che chắn. Mạch mới tét luôn nhá, xanh nét và chưa có một tí bẩn nào luôn. Tỷ lệ đẹp trên 90%, 98% nhá. Hoạt động tốt, bền bỉ. Và con này nó thiết kế vô cùng hợp lý anh em này. Đây để em mở ngược quá nhá. Bình thường ra nó sẽ lộn ngược cái này. Đây cái một cái tinh tế lắm nhá. Nó sẽ để như này. Đấy. Thì khi mà bác dùng ấy, nó sẽ không có bụi để bám vào cái mạch này của nó. Ví dụ như thị trường Việt Nam đúng không, nó sẽ có mùa lồm là ẩm ướt, còn khi mùa khô thì nó sẽ bị những cái bụi đúng không, ở môi trường nó sẽ bám đây. Nếu mà để ngửa lên này thì cũng khi mùa lồm đến có hơi nước nhá, thì nó sẽ tạo những cái bùn ở vì mạch, khi cắm điện dễ chết. Như cái này bác nhá, nó để ngược xuống cái này, để ngược xuống cái này nhá, đúng không ạ? Vậy các bác không sợ bẩn về cái bo mạch, còn thế cái ghế khôn luôn, cũng thằng tây bác nhá, nó rất khôn luôn bác nhá, đấy, rất khôn luôn. Thì cái đẩy có mã là 3422 này, công suất nó là 1100W đánh ở trở kháng bốn ôm và đạt được 700W nhé, đánh ở trở kháng tam ôm với một kênh, đấy, một kênh bác nhá, được chưa nghe? Thì con này thì lệ đẹp là trên 90%. Và mã thứ hai là mã DCA 2422 thì con này ấy, nếu mà đánh ở trở kháng, đánh ở trở kháng 4 ohm thì nó là 700W một kênh. Còn đánh ở kháng 4 ohm à, đánh ở kháng 4 ohm thì là 700W, còn đánh ở trở kháng 8 ohm là 465W trên một kênh. Vậy bạn phải ghép những đô la JB như 4655 đúng không? Hoặc đôi PV 515 938 838 tất cả đều được nhá. Rất hay luôn. Tiếng của này là tiếng high end nhá, âm thanh high end, rất sạch sẽ và tĩnh âm, sạch, gọn, chi tiết. Đấy, mạch mẽo này, mới tinh, mà từ những con tụ này, nó rất là khôn, đúng không? Con tụ đây, những bên áp này đều được bọc mạ vàng hết, chống nhiễu từ những dơ le nhá, từ linh kiện, từ mạch này. Đấy, mới thấy không? Thì cái đời mới nhá. Cái đời 2422 thì nó sẽ làm 4 tụ thôi. Đấy. Nguồn giống nhau. Nhưng bớt 2 tụ. Lý do là công suất nhỏ hơn. Còn cái đời mà 342 thêm 2 tụ nữa để nó tăng cường cái dòng nhá, cho cái máy làm việc. Tức là cái mạch khuếch đại giống nhau này. Khối nguồn giống nhau, nó chỉ bớt 2 tụ thôi. Tất cả đều giống nhau hết nhá. Bớt 2 tụ thôi. Khối nguồn như nhau luôn. Đấy. Anh em xem này. Cực kỳ đẹp luôn nhá. Long lanh đến từng con ốc. Còn đương nhiên mới nhá, cái đẩy bãi, cái đẩy mà gọi là đẩy mà chuyển về nó không hợp ấy, thì em nghĩ là đôi khi nó bị xước xác một chút nhẹ nhá. Thì mong các bác thông cảm. Những cái sắp bao đẹp, bao zin cho anh em luôn. Từng con ốc nhá, từng chi tiết máy một. Đấy, từng con ốc, từng chi tiết máy một luôn nhá. Em về 6 cục. Trong đó là có 3 cục 2422 và có 3 cục 3422. Thì giá em báo luôn nhá. Cái cục 2422 giá là 10.500.000 đồng mới nhá. Rất đắt nhá, cực kỳ đắt luôn. Giá bác nếu bác tìm hiểu rất mình luôn. Và cái cục DCA 3422 này giá là 12.500, bao ship nhá, và tặng bác hai rắc lưu trích. Để về bác cắn loa nhá. Tặng hai rắc lưu trích. Thế là hết bác nhá, không còn.
bác nhu cầu mua thì chuyển cho em 1 triệu đấy, về 6 cục chuẩn chỉ luôn, tất cả là khi em chuyển bác là anh kiểm tra từng kênh một. Và hôm nay em sẽ test một bác ở trong Sài Gòn, đồ con này có nhất này, em mở bác nghe đây, rảnh lắm đấy. Đánh một con bác nhá, một con này không có nhiều, một con này, một con loa TV vừa tròn đôi tám, còn tôi vừa lên đôi chín, hai gia đình cùng chung mà nghe à? Đánh duy nhất một lẩy thôi nhá. Nàng thường suy tư tôi thì giận. Quá hay luôn à? Rảnh kinh khủng. Tình tình mà nghe trực tiếp nó ra lẩy đúng không? Mà nó gọn, lời nó trong vắt, bát êm. Bác kia là một con đẩy thôi nhá, mà đôi loa là nghe nhau ok rồi, không cần phải ghép nhiều. Có 6 con mà nhá. Lòng tôi bóng để cần bây giờ em sẽ gửi bác một con này. Còn em hắn. Đó. Con này là 12/500 bác nhá. Quá ok bác nhá. Mọi tin mua sắm các bác liên hệ với số thoại 0936 583 140. Hành Nguyễn giao hàng toàn quốc bác nhá. Và lưu ý bác nhá, con này đã sản xuất nội địa cho Mỹ dùng và cho Nhật Bản. Cho vậy nó chạy điện 100V. Bác cực kỳ lưu ý nhá, không cắm vào lỗ nguồn nhá, nguồn xung lỗ ngay đấy. Em lưu ý lại nhá. Chạy đi áp 110 à 100 bác nhá, 110. Là thì em ghi cho các bác này nhớ chứ em à. Nó chạy điện áp 100V bác nhá, cho đến là 110V AC. AC. Ok bác nhá. Rồi anh chào các bác ạ.